giữ khỏe mạnh và vui vẻ giữa đại dịch virus corona phần 2. 7 chia sẻ cho cha mẹ sinh hoạt với con tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 1 với những phân tích và lý giải là tại sao cha mẹ cần giữ con cái được khỏe mạnh và hạnh phúc giữa mùa đại dịch virus corona. Phần 1 cũng đã có 2 chia sẻ và sau đây tôi tiếp tục thêm 5 chia sẻ nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chia sẻ thứ 3: tạo cho mọi thứ càng thoải mái và bình thường cho con càng tốt. Trẻ em tất nhiên và chắc chắn sẽ biết rằng có điều không bình thường đang xảy ra với cuộc sống chung quanh. Mới thời gian trước đây, các em ở Việt Nam đang mong chờ được đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Còn các em Việt Nam ở một số nước khác trên thế giới thì mong chờ các kỳ nghỉ sắp tới ở trường hoặc nghỉ lễ phục sinh của một số nước như Úc, Mỹ, Canada, v.v. Những kỳ nghỉ cuối tuần với những ngày nghỉ học được đi dã ngoại, được có những thời gian nghỉ học để đi chơi với bạn bè, đi thăm ông bà, họ hàng, được phép làm những điều mà các em tùy thích ước muốn. Giờ đây các em thấy mình bị buộc ở nhà, học ở nhà và chỉ được sinh hoạt ở trong nhà. Đi qua những kinh nghiệm này, sự buồn chán sẽ từ từ tới một cách tự nhiên với các em. Và bị ở nhà dài chừng nào thì các em bị ảnh hưởng tâm lý nhiều chừng ấy. Và điều này có thể dẫn các em đến trầm cảm, lo lắng và chán nản. Đôi khi có thêm sự sợ hãi nữa. Hiểu được những điều này, cha mẹ nên dùng cơ hội để gần gũi nhiều với con cái hơn và giúp con vượt qua những tâm lý không tích cực. Cha mẹ nên tạo cuộc sống cách ly trong nhà cho con được thoải mái và vui vẻ chừng nào, tốt chừng đó. Bạn có thể cùng con chọn một bộ phim yêu thích và chuyển đổi phòng khách hoặc phòng gia đình thành rạp chiếu phim với những đồ ăn vặt lành mạnh như bắp rang, bắp luộc, đậu phụng rang, đậu phụng luộc, cắp ổi xoài, táo, các thức uống trái cây thơm ngon. Vừa được quay phim với ba mẹ, vừa được nhâm nhi thức ăn, thức uống ngon thơm, thì đây là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và thư giãn cho con cái. Nơi quay phim cũng có thể biến thành sân khấu biểu diễn những chương trình ca nhạc sống hoặc hát karaoke cho mỗi thành viên trong gia đình, cùng nhau thay phiên là khán giả và là người biểu diễn với những tràng pháo tay khuyến khích thật vui nhộn. Nơi này cũng có thể biến thành nơi đóng kịch và mỗi thành viên trong gia đình có thể thủ một vai và kịch bản có thể là đề tài về virus corona và những cách phòng chống và tiêu diệt nó. Với những hoạt động này, bạn giúp con sáng tạo, giúp con biết bảo vệ sức khỏe cho chính mình và quên đi sự buồn chán. Cha mẹ cũng có thể tìm những trò chơi chung với con và thi đấu với tư cách là đội hoặc cá nhân. Hoặc biến phòng khách của gia đình thành một sở thú hoặc công viên với ghế nệm hoặc ghế gỗ, đi văng, chăn màn, gối. Cho các em nhỏ tập thể dục hoặc chơi giả vờ. Những chiếc ghế xếp lại và phủ trùm khăn hoặc chăn màn cho các em rút hoặc bò qua như đi qua hầm tối, leo trèo trên ghế như dạ bộ leo núi. Hoặc trải tấm khăn màu xanh da trời hoặc nước biển cho các em trườn bò trên đó như đang bơi lội. Vân vân. Qua những hoạt động vừa kể, các em có dịp dùng thân thể để giải tỏa năng lượng, dồn đóng và được lưu thông máu huyết và tăng tinh thần. Ngoài ra, những trò đóng kịch giả vờ sẽ làm cho các em nhỏ chăm chú vào hoạt động này và sẽ cười thật nhiều. Cha mẹ có thể chưa bao giờ bày trò như thế này để chơi với con. Tôi khuyến khích bạn hãy thử những hoạt động này và bạn sẽ cùng cười với con, và tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra rằng con mình có nhiều tài năng và thật đáng yêu làm sao. Cha mẹ cũng có thể khuyến khích các anh chị lớn đọc sách, kể chuyện với minh họa cho những đứa em nhỏ
Và cha mẹ nên nhớ thưởng cho những em lớn với những cố gắng này. Để giải tỏa năng lượng và giúp cho con vui vẻ hoạt bát với thời gian ở nhà, các bạn có thể tìm những hoạt động khác cho tất cả các lứa tuổi khác nhau từ YouTube, Google, Amazon hoặc từ các sách báo của các nguồn khác nhau. Chia sẻ thứ tư, cùng nhau tham gia làm việc gia đình. Mỗi ngày có thể là một ngày vui cho con nếu cha mẹ biết áp dụng những cách sinh hoạt khác nhau cho các em. Để có thể giữ tinh thần cao cho con trong dịp cách ly này, các bạn nên khuyến khích con cùng hợp tác, chăm lo và chăm sóc những nhiệm vụ cần thiết chung quanh nhà. Nếu gia đình bạn đã từng có những thói quen này thì hãy cùng nhau đi tiếp. Nhưng nếu bạn thường hay bận rộn và dành hết công việc chăm sóc nhà cửa cho chính mình thì đây là dịp mà bạn có thể giải thích và khuyến khích con cùng giúp cha mẹ trong công việc chăm sóc nơi mình ăn ở. Đây là bài học rất tốt cho tương lai các con khi các em có một mái gia đình riêng. Nếu con cái đã có nhiệm vụ thì bạn hãy khuyến khích con làm thêm với sự khen thưởng và có thể có phần quà nhỏ hoặc một hứa hẹn là sẽ cho con làm điều gì đó trong tương lai mà các em thích. Nếu các em chưa bao giờ quen việc nhà thì nên kiên nhẫn và cho các em công việc vừa với sức của mình với một thời gian ngắn trước rồi tăng dần sau đó. Trong dịp này, nếu những gia đình có đông con thì bạn nên làm bảng thi đua và khen thưởng. Nhưng cha mẹ nên luôn nhớ rằng bạn nên công bằng với các con. Đây là dịp cùng nhau gánh trách nhiệm với gia đình chứ không phải là dịp phân bì và chia rẽ giữa con cái. Đối với các em mà gia đình có nhà để xe, tức là gara, thì đây có thể là thời điểm tốt để dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Các con của bạn cũng có thể có dịp để tìm thấy lại những trò chơi, những đồ chơi cũ hoặc đã lâu năm bị quên lãng. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy từ con có rất nhiều điều thú vị khi giúp cha mẹ dọn dẹp nhà xe. Đối với những gia đình có sân sau hoặc những nơi có thể trồng cây cỏ được, thì đây là dịp làm vườn rất tốt. Các em có thể chạy chơi sân sau hoặc cùng cha mẹ đổ đất vào chậu và trồng cây trái với cha mẹ, hoặc nhổ cỏ dại, chơi với đất, ngửi mùi rau trái và tận hưởng không khí trong lành ngoài trời. Cha mẹ cũng có thể cho con cái gieo hạt hoặc trồng một cây gì đó của riêng mình và tự chăm sóc nó. Các bạn cũng nên cho phép các em chụp hình hoặc vẽ để thấy sự trưởng thành của sản phẩm của mình. Để tạo cho không khí được thêm sôi nổi, phấn khởi và vui vẻ trong công việc giúp đỡ cha mẹ chăm sóc nhà cửa, bạn nên quay phim hoặc chụp hình với những hoạt động của con trong nhà. Nhưng bạn phải luôn nhớ là xin phép con trước khi quay các em và hỏi xem các em có cảm thấy thoải mái khi bạn làm điều này với các em hay không. Sau đó bạn có thể gửi những video clip hoặc hình ảnh các con làm việc nhà với những hình ảnh sống động, khôi hài và đặc biệt tới cho ông bà, họ hàng, bạn bè. Thậm chí cha mẹ cũng nên khuyến khích con gửi video clip hoặc hình ảnh tới cho bạn bè hoặc những người mà các em quen biết. Làm điều này, cha mẹ cũng gián tiếp chia sẻ được những kinh nghiệm tích cực tới cho mọi người và những điều tốt lành và tích cực sẽ được lan tỏa đến những gia đình khác. Ra, để khuyến khích con trong việc giúp đỡ việc nhà, cha mẹ cũng nên có thể có giải thưởng như cho phép con chọn bộ phim được chiếu trên TV vào buổi tối, hoặc khuyến khích, hoặc cho phép con có thời gian ấn định cho một trò chơi mà các em yêu thích. Bạn cũng nên có thể thiết lập một bảng phần thưởng cho tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả cha mẹ, với điểm thưởng cho các công việc gia đình. Tùy theo lứa tuổi của con và tùy theo cách sinh hoạt của mỗi gia đình mà bạn tạo ra bảng cho điểm thích hợp. Đây là một kinh nghiệm vui
và cũng là một cơ hội tuyệt vời để nhắc nhở, dạy dỗ cho con thấy có trách nhiệm với bản thân và biết cách chăm sóc nhà cửa của chúng bây giờ và cho một gia đình riêng của các em mai sau. Chia sẻ thứ 5. Giáo dục con cái hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Giáo dục cho con hiểu rõ tại sao gia đình phải cách ly trong giai đoạn này là điều rất cần thiết và quan trọng. Hãy cho con hiểu rõ là tại sao các em không được gặp bạn bè, họ hàng, người thân và tại sao những khu giải trí, vui chơi công viên, trường học, v.v. bị đóng cửa. Hãy giải thích và nói rõ với các em rằng hiện tại mặc dù còn ít người thực sự bị bệnh, nhưng tất cả mọi người phải giữ khoảng cách để giảm sự lây lan của bệnh. Các em cũng cần được giải thích và biết tại sao phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và điều này không chỉ là giữ an toàn cho bản thân các em mà còn giữ cho mọi người được an toàn và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cha mẹ cũng nên cho phép con đặt những câu hỏi mà các em thắc mắc và cố gắng trả lời cho các em. Nếu bạn không biết thông tin hoặc không rõ vấn đề thì nên tham khảo với những người khác và tìm cách giải thích cho con thỏa đáng những điều các em thắc mắc. Nếu bạn không biết hoặc không rõ cho câu trả lời thì nên hỏi người khác để có giải thích thỏa đáng cho con. Các em sẽ giảm đi thắc mắc mà có thể dẫn đến lo lắng và sợ hãi cho tâm lý. Thêm nữa, cha mẹ nên cho phép và tạo điều kiện cho con cái giữ liên lạc trực tuyến với ông bà, người thân, bạn bè qua điện thoại di động hoặc máy vi tính hoặc laptop với thời gian cho phép. Điều này sẽ giúp cho các em hiểu và biết rằng con không phải là người duy nhất bị cách ly. Cha mẹ cũng nên sắm sửa và chuẩn bị đủ nguồn cung cấp xà phòng rửa tay và chất khử trùng, khuyến khích con cái rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng để cho rửa tay đúng phương pháp và có hiệu quả. Cha mẹ phải dạy con dùng xà phòng và cọ rửa đôi tay trong ít nhất 20 giây hoặc bằng khoảng thời gian cần thiết để hát bài chúc mừng sinh nhật 2 lần. Các bạn cũng nên nhớ nếu các con nhỏ hát bài rửa tay thì cha mẹ nên để ý và khen tặng. Vì tiếng hát của các em và sự rửa tay sẽ cho con biết rằng các em sẽ thoát khỏi virus. Cha mẹ cũng nên giải thích là con nên tránh sờ mó hoặc chạm vào mặt, mắt và miệng. Cha mẹ có thể tạo những quài báo động vui như tiếng bíp bíp hoặc huýt sáo nếu bạn thấy các con làm điều này. Giáo dục cho con cái có sự hiểu biết về tình trạng hiện tại là bạn cho con có ý thức, kiến thức và sức mạnh của bản thân. Con sẽ cảm thấy tự tin và cảm thấy mình có sức mạnh nhiều hơn trong công việc hợp tác cùng cha mẹ chống lại đại dịch. Dạy con với những hiểu biết trong những trường hợp bất ngờ, không đoán trước được là cha mẹ cũng dạy con tính thích nghi và chấp nhận cuộc sống với sự thay đổi của nó. Chia sẻ số 6. Điều gì rồi cũng sẽ đi qua. Siêu sao đóng vai Superman của Mỹ Christopher Reeve đã từng nói: một khi bạn chọn hy vọng cho bất cứ điều gì thì nó có thể xảy ra điều đó. Bây giờ là lúc mọi người đang ở trong tình trạng khó khăn và có những điều không ai biết trước mắt có thể xảy ra như thế nào. Nhưng bạn hãy luôn luôn nhấn mạnh với con rằng tất cả các thử thách sẽ qua đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cha mẹ nên cho con niềm tin và hy vọng vào cuộc sống bằng cách giải thích rằng có những nhà khoa học, những nhà lãnh đạo của đất nước và các lãnh đạo của thế giới đang làm việc suốt ngày đêm để giải quyết vấn đề bệnh dịch này. Giúp cho con hiểu rằng cuộc sống đang có những vị anh hùng phục vụ mọi người như y tá, bác sĩ, những người bán shop, những người bán lương thực, bán thuốc, những cộng tác viên, những người đang làm việc thiện nguyện,
ngày và đêm. Và tất cả cũng làm việc ngày đêm với hết sức của mình để giữ cho mọi người được khỏe mạnh và bình an. Sự trấn an và cho hy vọng là những chìa khóa để giúp trẻ em hiểu rằng những thay đổi này, những điều khủng khiếp như các em nghe người ta bàn tán hoặc thấy trên TV sẽ không kéo dài mãi mãi. Chia sẻ và cho phép con quay và khám phá ra những anh hùng ngoài đời thật sự. Qua đây, các em sẽ có cảm giác tự hào về cộng đồng khoa học, cộng đồng phục vụ, cộng đồng tiếp tế, cộng đồng san sẻ, và con cảm thấy tự tin hơn trong thời kỳ dịch bệnh này. Nói chung, thông qua những sự kiện xảy ra trong cuộc sống, bạn sẽ dạy cho con có niềm tin và hy vọng cho mọi tình huống, thử thách mà các em có thể đối mặt sau này. Chia sẻ số 7. Cho các con biết là cha mẹ rất cảm kích sự hợp tác của các em trong thời gian này. Điều này có thể nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, trẻ nhỏ hơn có thể chấp nhận các điều kiện nhanh hơn một chút so với những em lớn tuổi hơn. Nhưng các em nhỏ lại có thể trở nên dễ chán và bồn chồn với việc sống cách ly của gia đình hơn các em lớn. Cha mẹ nên hiểu từng lứa tuổi của con để có phản ứng đúng với tâm lý của các em. Nếu các con có bùng nổ ra sự giận lẫy, khó chịu hoặc không nghe lời thì cha mẹ nên đáp trả lại một cách trung thực và thông cảm với sự quan tâm. Ví dụ, khi thấy con buồn chán, bạn có thể nói với các em như thế này: ba mẹ hiểu rằng con rất buồn và bực bội khi không được ra ngoài chơi. Nhưng con biết không, ngay sau khi hết virus, con có thể chơi lại với bạn bè trở lại. Bạn con đứa nào cũng vậy mà. Hoặc con cho ba mẹ biết là mình cần chơi trò chơi gì, hoặc con cần ba mẹ giúp đỡ gì trong khi ở nhà dài hạn như vậy. Ba mẹ sẵn lòng giúp đỡ và ủng hộ những điều con cần. Một cách khác rất hữu hiệu mà cha mẹ có thể cho con biết là mình rất cảm kích sự hợp tác của các em là bạn có thể gọi ông bà, người thân, bà con hoặc bạn bè cho chính mình hoặc con cái nói chuyện luôn tiện. Hãy khen trước mặt mọi người về tính hợp tác cao của con trong thời gian cách ly. Những cái lỗ tai nhỏ và những cái tim nhỏ sẽ cảm thấy thích thú và tự hào về chính mình, về những khen ngợi này. Điều này sẽ làm các em cố gắng hợp tác với cha mẹ nhiều hơn trong việc cách ly. Thêm một điều rất quan trọng mà cha mẹ cần giải thích cho con biết là việc cách ly không phải là một chuyện dễ sợ hay là một hình phạt, mà đây là một hành động mà mọi người cần nên làm đối với tình yêu bản thân và yêu mọi người chung quanh và cho sự an toàn với tất cả. Điều giải thích này sẽ giúp giảm đi lo lắng và căng thẳng trong con cái của các bạn. Nói tóm lại, cho dù bạn nói gì, làm gì đi chăng nữa, thì cha mẹ không thể có cách nào bù đắp cho sự gián đoạn và cắt đứt tất cả các mối quan hệ, sự tương tác xã hội và tình bạn mà con đang thiếu từ thế giới bên ngoài. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, và dù sao đi nữa, cố gắng hết sức làm cho những kinh nghiệm con đi qua bớt căng thẳng, bớt lo lắng nhất là nhiệm vụ của cha mẹ. Và đây cũng là nhiệm vụ gỡ đi gánh nặng cho chính bản thân mình. Lịch sử của loài người đã cho thấy rằng những khó khăn và thời gian khó khăn sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng một người mạnh mẽ và kiên cường sẽ tồn tại mãi mãi. Giúp con đi qua thử thách của đại dịch Corona là cha mẹ giúp con có tính bật nảy cho những đoạn đường khác nhau mà các em đi tới trong tương lai. Một nhân vật rất nổi tiếng của Mỹ và thế giới là
ông Martin Luther King đã từng nói, chúng ta phải chấp nhận sự thất vọng, hữu hạn hiện tại, nhưng chúng ta không bao giờ từ bỏ hy vọng vô hạn cho tương lai. Cảm ơn các bậc cha mẹ đã dành thời gian nghe bài chia sẻ. Người viết và đọc Hà Lê Thái, tác giả sách bán chạy nhất của Habits to Benefits, có nghĩa là thói quen đi tới thành công, sách nuôi dạy con cái.